Xin chào mọi người. Đây là video mình sẽ chia sẻ tiếp tục về những cái tuổi bị tam tai trong năm 2019. Thì như đã nói ở cái video trước về tam tai 2019 thì tam tai của năm 2019 năm Kỷ Hợi thì gồm có những tuổi Tỵ, Dậu, Sửu. Chứ không có tuổi nào khác bị tam tai nữa. Cho nên là đừng có nghe mà thầy năm có những cái người có nhiều tuổi khác rồi. Mới đi xem thầy này thầy kia thì đã bị tam tai năm này, tam tai tiếp tục là tam tai thì đó là không phải ha. Mình khẳng định lại là năm 2019, 2020, 2021 thì ba tuổi sẽ phải chịu tam tai, đó là Tỵ, Dậu, Sửu. Và năm 2019 thì những người tuổi Tỵ sẽ bị nặng và những người tuổi Dậu sẽ bị đỡ hơn, nhưng mà năm 2020 thì tới người tuổi Dậu và năm 2021 là những người tuổi Sửu. Tuy nhiên là không phải là không nằm trong năm nặng, tức là năm tới thì là của người tuổi Tỵ đi, 2019 là của người tuổi Tỵ, người tuổi Dậu không phải là không đáng lo, vì có một số tuổi phải đáng lo. Thì dù gì đi nữa thì mình vẫn đang ở trong cái cục tam tai 3 năm liên tiếp không may mắn, nhưng mà nó người tuổi Dậu năm tới nó nhẹ hơn thôi. Và chính vì thế thì mình cũng phải xét xem coi là nhẹ thì nó nhẹ ra sao và nặng nó nặng ra sao. Đầu tiên hết á thì em sẽ xét cho những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tức là 63 tuổi đó. Thì người nam mạng á thì là mạng người mà tuổi Đinh Dậu là mệnh là Sơn Hà Hỏa. Thì mạng như vậy thì là được tương sinh, vì năm tới là mâm bình địa mộc cho nên là tiếp tục là được tương sinh về bổn mạng, cho nên bổn mạng không có việc gì là xấu ha. Tiếp theo đó là sao, thì nếu mà nam mạng là sao Mộc Đức, may mắn danh lộc tốt. Sao Mộc Đức thì thuộc hành mộc, mà hành mộc thì nó rất là tốt cho người mạng hỏa, cho nên là cái sao Mộc Đức này nó càng làm cho người Đinh Dậu được nhiều cái phúc lộc và nhiều cái tài vận hơn. Tuy là mới 63 tuổi thì các anh vẫn còn cơ hội đang làm cái những người làm ăn, nếu như là những người kinh doanh thương mại thì là đang là trong cái thời kỳ làm ăn, cho nên là với cái sao Mộc Đức và cũng như là cái mạng được tương sinh đó, thì rõ ràng là có nhiều điều tốt đẹp. Vận niên á là kê giáp viên, tức là gà về vườn ha, biểu tượng của con gà được thả ở trong vườn ăn này kia ngon lành, cho nên là vận niên cũng là một cái vận niên khá là ok. Hy vọng là với cái vận niên này cộng với lại cái sao hạn thì rõ ràng là tốt đẹp. Hạn của nam mạng là hạn huynh tiền, tức là cái hạn phòng bệnh nặng. Tuy nhiên là cái hạn này mà gặp cái năm là tương sinh bổn mệnh mộc sinh hỏa thì có thể là không có đáng ngại với các anh. Thiên can đinh kỷ thì không xung không hợp là về mặt trạng thái của tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, là đinh đó thì thuộc hành hỏa, kỷ là thuộc hành hộ, cho nên gọi là sinh xuất, cũng là nằm trong cái vòng tương sinh là hỏa sinh sinh thổ, cho nên là có thể nói là với cái vận niên với cái này thì nằm trong vòng tương sinh đó thì có nhiều cái điều tích cực ở trong cái công việc làm ăn. Nha, cái công việc làm ăn đầu tư cũng không có đến nào là không có sinh lãi, thậm chí là sinh lãi nhiều. Địa chi thì Dậu với Hợi thì như đã nói là tam tai của phần địa chi, thì tam tai thì nó thường hay đem dắt rắc rối rắm rầy ra ở trong các cái chuyện gia đạo và không tốt đẹp trong công việc làm ăn. Người ta nói đại hạn này là đại hạn tam tai của cái người mà cái này là lần cuối cùng mà các anh phải chịu sự chi phối của tam tai của hậu vận. Cho nên là với cái người mà Đinh Dậu tới tuổi này, tuy là người mệnh hỏa nữa, nó 63 rồi thì cũng không có cái gọi là mạo hiểm phiêu lưu về tiền bạc hoặc là mạo hiểm phiêu lưu ở trong các đầu tư làm ăn lớn, cho nên là có thể nói là các anh cũng không quá phải dè dặt, chỉ cần cẩn thận cái việc mà hao tốn cho con cái gây ra là được. Như vậy thì rõ ràng tuy là năm 2019 với người tuổi Đinh Dậu nam mạng tuy là năm tam tai, tuy nhiên là có rất nhiều điểm tích cực ở trong sao
tốt nè, mạng được tương sinh nè, vận niên là kê giáp viên nè, thiên can là thuộc trong vòng tương sinh ha, hỏa sinh thổ, cho nên là có thể nói là tiền tài cũng có, không có đến nỗi nào. Xét cho nữ tuổi Đinh Dậu thì nữ mạng thì cũng như là nam thì sơn hòa hỏa, thì gặp năm bình địa mộc thì là tương sinh, tốt cho cái bộ mạng của mình, không có đến nỗi nào về phần sức khỏe. Tuy nhiên là có cái sao thủy diệu chiếu mạng, các chị gặp sao thủy diệu chiếu mạng thì thường sao thủy diệu là dễ có chuyện buồn phiền, lại là dễ có chuyện buồn phiền, dễ nếu như mà xét ở trong các cái nội tại bên trong, các cái phúc tinh và tại tinh bên trong, các cái tinh quân bên trong, nếu có tan môn thì rất là dễ xảy ra cái chuyện chia ly với trưởng bối trong gia đạo của mình ha. Đặc biệt đó là cái sao thủy diệu này là nó thuộc hành thủy, nó sẽ rất là có hại cho những người mệnh hỏa, cho nên là còn có nhiều cái sự buồn phiền hơn nữa. Rồi hạn là tóm tập trở ngại va bóc, người ta nói đại hạn tóm tập là mà đại hạn của năm, tuy nhiên là hạn tóm tập các chị mà nói đúng là trên năm 63 sinh năm 57-63 tuổi này thì chắc chắn là sẽ không còn làm việc, thường là người hưởng phước ở nhà, cho nên là với cái hạn tóm tập này thì hy vọng rằng là mình sẽ không có đứng ra lãnh nợ hờn thì cho ai mà để cho xảy ra cái chuyện tranh chấp ha. Vận niên là kê giáp viên, gà về vườn, tốt đẹp, một cái vận niên báo hiệu là năm nay có cái nhiều cái điều tích cực ở trong cuộc sống, vui vẻ. Thiên can thì cũng giống như các anh ha, địa chi cũng giống như các anh, thì như vậy là đối với nữ mạng của Đinh Dậu thì với cái sao thủy diệu và hạn toán tập thì các chị đề phòng cái việc trưởng bối ở trong những người lớn hơn mình ở trong cái gia đình mà có chia ly ha, thậm chí là tan môn. Nếu như mà có xét kỹ thì em cũng sẽ làm cái tuổi này, cái tử vi tuổi này kỹ cho năm 2019, thì lúc đó thì em sẽ đo sao tính hạn thì em sẽ coi gọi là có bị tan môn hay không. Nhưng mà hiện tại thì em chỉ nói về mặt bên ngoài của một cái tử vi so với cái năm tam tai ha. Rõ ràng là với năm tam tai thì do là không phải là năm chịu ảnh hưởng nặng, cho nên là ngon lành, cũng có những cái tích cực chứ không phải như mà điên cuồng giống như là tuổi Tỵ ha, nào không thì la hầu thì cũng thấy bạch nam mạng ha. Rồi tiếp đến đó là người Kỷ Dậu sinh năm 1969, người này 51 tuổi, nam mạng của Kỷ Dậu á, nam hay nữ, người Kỷ Dậu là mạng đại trạch thổ, tức là đất ở trong nhà lớn đó. Thì nam mạng thì dưỡng sao Văn Hớn, một cái sao mà rối rắm nàng tai, hạn là thiên la, tinh thần bất an. Như vậy là rõ ràng là mạng là mạng thổ, gặp năm bình địa mộc, tức là mộc khắc thổ, bổ mạng bị thương khắc. Tuy nhiên là can kỷ của cái năm Kỷ Hợi là thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên là thổ vượng, có thể nói năm mộc nhưng mà là hợp thổ, cho nên là người mệnh thổ cũng tuy là bị tương khắc nhưng không có đến nỗi nào, nó vẫn là trong cái rủi có cái may chứ không đến nỗi nào mà tàn tệ. Đặc biệt chỉ có cái là sao Văn Hớn đem lại cái rối rắm, và đặc biệt là nặng tay với cái bổn mạng tương khắc mộc khắc thổ, thì cần chú ý cái việc xe cộ đi lại. 51 tuổi rồi, năm tuổi này nó cũng nguy hiểm lắm. Hạn thì như đã nói là hạn thiên la, tinh thần bất an, nhiều chuyện lo toan suy nghĩ, không có được yên ổn trong đầu óc. Vận niên thì là một vận niên không tốt, đó là vận niên mã ngộ đao, tức là ngựa trúng thương ha, hình tượng con ngựa bị trúng tên đó, thì rất là xấu. Gặp nhiều điều không tốt đẹp, thậm chí là tai bay bạ gió kết hợp với cái sao Văn Hớn thì rõ ràng là không tốt đẹp. Thiên can thì chữ kỷ với chữ kỷ cùng hàng, thì như đã trình bày ở những cái video trước, thiên can nó ảnh hưởng nhiều đến cái phần công việc của mình ở trong năm, thì rõ ràng là với cái thiên can mà cùng hàng như vậy thì công việc sẽ không có việc gì rắc rối, việc cũ mà làm thuận lợi. Địa chi thì Dậu gặp hợi thì tam tai,
rõ ràng đó là người Kỷ Hợi với cái năm tam tai 2019, năm đầu tiên của 3 năm tam tai liên tiếp, thì có những cái rắc rối nhưng không quá lớn lao, đặc biệt là cái phần mà về bổn mạng của mình với cái sao Văn Hớn và cái mạng bị mộc khắc thổ ha, cần cẩn thận nhiều điều hơn nếu không muốn xảy ra rắc rối tự nhiên cái vô bệnh viện nằm lãng xẹt ha. Rồi tiếp đến là nữ mạng của năm Kỷ Hợi, Kỷ Dậu sinh năm 1969 với năm Kỷ Hợi, thì cũng giống như nam thì các chị là mệnh đại trạch thổ thì gặp năm bình địa mộc là tư khắc, không tốt đẹp cho bổn mạng. Đặc biệt các chị dưới sao La Hầu là ốm đau rối rắm ha. Sao La Hầu thì người ta nói nam La Hầu nữ kế đô, sao La Hầu này rất là xấu, một cái phá và bại tinh không ai muốn gặp, nhất là nam mạng. Tuy nhiên nữ mạng thì nó sẽ chịu tác dụng khoảng có 50% thôi, nhưng mà sao xấu mà nó tác dụng 50%, gặp cái năm mà bổn mạng của mình không được tương sinh nữa thì các phúc tinh và bại tinh nó không được tương trợ, thì rõ ràng là mình sẽ có nhiều điều không tốt đẹp hơn, cho nên là cần cẩn thận ha các chị. Vận niên lại kết hợp với vận niên là mã ngộ đau, tức là ngựa trúng thương, một cái vận niên xấu nữa thì rõ ràng là nguy hiểm hơn. Rồi hạn là hạn Diêm Vương, người ta gọi là hạn Diêm Vương thì dễ có bệnh ở trong người ha. Như vậy thì rõ ràng là nữ mạng sinh năm 1969 đối với cái năm tam tai 2019 là một cái năm không được tốt đẹp như nam giới, vì dưới cái sao La Hầu rồi là vận niên không tốt, hạn cũng không tốt, chỉ được cái thiên can về công việc là không có thay đổi đổi dời, làm ăn cũng có sinh tài lộc. Tuy nhiên là bổn mạng với những cái vận niên, với những cái thể hiện như thế này về tử vi của năm Kỷ Hợi, năm tam tai đầu tiên của các chị, thì rõ ràng là các chị rắc rối nhiều điều, cho nên là càng cẩn thận nha, nhất là về mặt giấy tờ kỹ tá, rất dễ đáo tụng đình, xảy ra nhiều chuyện không có tốt đẹp ở trong cuộc sống. Hy vọng rằng là các chị gọi là biết cân đo đong đếm, vốn dĩ của mình là người rất là chịu làm, người Kỷ Dậu nữ mạng rất là chịu làm, chịu bơi chịu móc quá ha, chịu bới đất tìm cơm, thì sẽ phần nào nhờ cái sự cần cù của mình mà vượt qua khó khăn. Đừng mưu cầu chuyện lớn ở trong cái năm tam tai đầu tiên này, dù là các chị không phải là năm chịu nặng như là những người tuổi Tỵ ha. Rồi tiếp đến đó là người Tân Dậu. Tân Dậu thì sinh năm 1981, 39 tuổi. Người Tân Dậu là mạng là thạch lụ mộc, gặp năm bình địa mộc, năm Kỷ Hợi là mạng cùng hàng, cho nên là tốt đẹp về bổn mạng, không lo cái việc mà mình phải bị ảnh hưởng gì đó đến bổn mạng của mình không tốt đẹp. Sao đối với nam á, là gặp sao Thủy Diệu, đối với nữ là sao Mộc Đức, ngon lành ha, nghe nữ thấy êm á. Sao Thủy Diệu á, thì dễ đem đến chuyện buồn phiền cho nam giới. Tuy nhiên cái sao Thủy Diệu nó thuộc hành thủy, mà thủy thì sinh mộc, tốt cho bổn mệnh của các em nam mạng, cho nên là có thể nói là trong cái rủi cũng có cái may, có những cái điều tích cực trong cuộc sống chứ không phải là lúc nào cũng khó khăn. Hạn á là hạn là thiên tinh, rối rắm tranh chấp, vận niên là thử quy điền chuột về đồng, do nên vận niên cũng tốt đẹp ha. Hạn thì chỉ là thiên tinh rối rắm tranh chấp, sơ sơ không đến nỗi nào ha. Thiên can tân với kỷ là kỷ thuộc thổ, là không có xung, không có hợp gì hết. Tân là thuộc kim, cho nên và còn được tương sinh tương hợp về mặt nạp âm ngũ hành, còn về tử vi thì không có việc gì hết, là tốt đẹp dễ sinh tài lộc ha đối với nam mạng. Cho nên là có thể nói là nam mạng ở Tân Dậu sinh năm 1981, 39 tuổi này, ở trong năm tam tai đầu tiên, năm Kỷ Hợi 2019, thì rõ ràng là có nhiều cái tín hiệu tích cực chứ không phải không có tốt đẹp. Đừng có quá lo lắng. Với cái địa chi thì Dậu Hợi tam tai
thì nhưng mà mình không phải là tâm tay chịu nặng, cho nên là hy vọng rằng nó chỉ nhẹ nhàng và có nhiều cái thành công như vốn dĩ cái tử vi của nó thể hiện ở đây. Rồi tiếp đến là Tân Dậu nữ mạng, sinh năm 1981, 39 tuổi ha. Thì Tân Dậu này là giống như trên, được cùng đùng cùng hàng mộc. Ok, sao là sao mộc đức như anh đã nói, may mắn phúc lộc tốt. Sao mộc đức thì thuộc hành mộc, rất tốt cho người, tương hợp cho người mạng mộc, cho nên là cái sao mộc đức này nó còn phát huy tác dụng tốt đẹp hơn. Tuy rằng vào đầu năm đanh tay nhưng mà với sao và mạng như thế này thì đó là một tín hiệu tích cực. Hạn rất là nhẹ nhàng, người ta gọi là hạn tam kheo, phòng xây sát tay chân nhưng rất là nhẹ nhàng. Vận niên lại thử quy điền, chuột về động tốt tiếp. Thiên can cũng giống như nam giới là được sinh nhập, là kỷ thuộc thổ, tân thuộc kim, cho nên là sinh nhập rất là có lợi trong cái việc làm ăn. Rõ ràng là trong năm tam tai của đầu tiên của người tuổi Dậu thì rõ ràng là hình như là anh thấy là người Tân Dậu là người tốt đẹp nhất, Tân Dậu nữ mạng là tốt đẹp nhất, rõ ràng đúng không? Thì cái tổng thể thông báo là Tỵ Dậu Sửu thì năm đầu của người tuổi Tỵ thì rõ ràng là những sao mạng vận niên hạn thì người tuổi Tỵ đều nặng hết. Người tuổi Dậu rõ ràng là nhẹ nhàng hơn rõ nhiều, nhưng mà cũng nên cẩn thận, dù gì nó cũng là một cái bao mình tốt đẹp, mình tỏa sáng đi nữa thì mình cũng đừng có quá quá say máu, quá mà thừa thắng xông lên, xảy ra những điều mà không có tốt đẹp cho bản thân của người Tân Dậu nữ mạng ha. Tuy rằng với sao hạn bổ mạng tốt đẹp thì mình sẽ có cái sự tự tin nhất định, tuy nhiên là do là mình chưa có tính, không phải là mình phân tích cái tử vi của năm 1981 nữ mạng cho năm 2019, cho nên mình chưa có so đo sao tính hạn, tính các phúc tinh, đại tinh, phá tinh, bại tinh ở trong cái tử vi cũng như cái tứ trụ, cho nên là chưa biết là cái giỏ có tốt, cái ruột có tốt như cái giỏ hay không ha. Nhưng mà với cái xét về cái hạn tam tai thì rõ ràng là đây là điều tích cực đối với người nữ tuổi Tân Dậu. Tiếp đến đó là người tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993, 27 tuổi. Người Quý Dậu thì mệnh là kiếm phong kim, vàng ở trên mũi kiếm đó, gặp năm bình địa mộc là kim khắc mộc. Cho nên cái chữ mà kim khắc mộc này nó cũng đỡ đần cho các em nhiều, chứ không phải là mộc khắc kim ha. Mộc khắc kim là bổ mạng đuối liền, mình là cái kiếm mà mình gặp năm địa mộc là mình chỉ có chặt được, chơi được, cho nên là cũng không đến nỗi nào. Nam mạng của Quý Dậu thì là sao mộc đức, nữ mạng là sao tử diêu. Và nam mạng sao mộc đức là may mắn danh lộc tốt, cho nên là có thể nói là nghe cái sao thì cũng không có đến nỗi nào. Tuy nhiên là hạn là hạn hình tiền, đề phòng bệnh rất là nặng, có thể gặp tai nạn không có tốt đẹp cho bản thân. Vận niên kê giáp viên gà về vườn là một cái vận niên khá tốt nha, có thể nói là mình là hình ảnh của con gà được thả ra vườn ăn uống phát triển ngon lành, có gọi là có phúc lộc, có tài lộc để mà mình hưởng thụ. Với mệnh nè, sao và vận niên thì quá tốt đẹp, tuy nhiên là hạn là không ngon lành ha, hạn là phòng bệnh nặng. Đặc biệt là vận niên, cái chữ kỷ của kỷ hợi á, nó sẽ cắt thắt cái chữ quý của Quý Dậu của các em. Mà vận niên á, mà tương xung á, là người ta đang bất an khó khăn trong công việc làm ăn, thậm chí là với vận niên tương xung cộng với địa chi tam tai rất dễ sinh tai nạn và những cái việc bất trắc xảy ra. Năm nay không nên bung ra làm ăn lớn một cái chuyện gì, không nên mở mới một cái chuyện gì ở trong năm nay, tuy rằng có sao mộc đức. Tại vì năm nhớ là mình chỉ được cái sao mộc đức với cái vận niên, nhưng mà mình bị lại cái tam tai đúng không, thiên can địa chi tương khắc, rồi là mệnh cũng không ngon lành, gọi là 50-50. Tuy nhiên là mình ở trong cái năm tam tai thì nó năm nay nó chưa ảnh hưởng nặng và năm sau nó ảnh hưởng nặng, cho nên năm nay mình nên chuẩn bị cái tiền đề bảo toàn trước, qua năm tới mình chịu trận nó ok, chứ nếu không là
mình sẽ rắc rối đó ha. Còn về phần nữ mạng á, thì có sao thủy diệu chiếu mạng, thì sao thủy diệu chiếu mạng là dễ có chuyện buồn phiền, chia ly tình cảm gia đạo đó. Hạn là tóm tập trở ngại ba bắp, rõ ràng là với cái hạn và cái sao này thì chuyện tình cảm là dễ sinh rắc rối rầy ra ha. Các nàng quý dậu thì chữ quý của các nàng là có quý nhân ha, quý tướng khá đẹp mã, nhưng mà cũng đặc biệt là rất là động đảnh, cho nên là đừng quá động đảnh ở trong năm này mà xảy ra tình cảm chia liền ha. Hạn như vậy, vận niên thì cũng giống như nam là kê giáp viên tốt đẹp, thiên can kỷ thì khắc quý, địa chi thì cũng ha, dậu gặp hợi là tam tai. Như vậy là với cái hạn và sao không tốt đẹp, vận niên thì cũng giống như nam nhưng mà hạn và sao không tốt đẹp kết hợp với thiên can và địa chi, rõ ràng là nữ mạng của năm kỷ dậu, năm quý hợi, năm quý dậu 1993 với cái năm kỷ hợi 2019 sẽ báo hiệu là nhiều điều không tốt đẹp. Dù rằng là mình chưa phải là năm tam tai năm nặng nhưng cũng cần cẩn thận nhiều điều hơn, đặc biệt là về mặt tình cảm và gia đạo, rất dễ sanh ra chia ly và gãy đổ, nhớ cẩn thận ha. Người cuối cùng của tuổi tuổi dậu đó là người ất dậu sinh 2005 hoặc là các bác sinh 1945. Với cái mạng là tuyền trung thủy, nước trong giếng, nam mạng thì sao thủy diệu mà nữ mạng thì sao mộc đức. Những cái người này, một là người ất dậu, một là lớn quá, hai là nhỏ quá, cho nên là chỉ xét xem là bổn mạng nó như thế nào chứ mình không xét cái chuyện làm ăn. Sao thủy diệu thì nam mạng thì sao thủy diệu rất dễ có chuyện buồn phiền, chia ly hạn và thiên tinh rối rắm tranh chấp, mà mình nghĩ rằng người 15 tuổi với người mà gần đất xa trời ở sinh năm 1945 này thì rõ ràng là không có cái chuyện rối rắm tranh chấp gì ha. Vận niên vẫn là vận niên khá tốt, thử quy điền. Tuy nhiên á, là thiên can là ất khắc kỷ, cái chữ ất của ất dậu khắc chữ kỷ, cho nên sẽ không có tốt đẹp, nhiều điều sẽ rắc rối, nhất là phần bổn mạng của mình không được tốt đẹp. Vì dù sao nữa, tuyền trung thủy gặp năm bình địa mộc, là tức là thủy sinh mộc, mình sẽ bị sinh xuất và nó bổn mạng của rất yếu. Như là các bác sinh năm 1945 gặp cái sao thủy diệu nè, các bác nam á gặp sao thủy diệu thì rõ ràng là sẽ không tốt đẹp về mặt sức khỏe ha. Rồi là gặp cái thiên can ất khắc kỷ này nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái bổn mạng của mình, cho nên là nếu như người ất dậu sinh năm 1945 của các bác này thì các anh các chị có cha mẹ ở trong tuổi này thì cần phải để ý phần sức khỏe. Các cháu nhỏ thì mình nghĩ là nó vẫn chưa phải chịu cái sự chỉ ăn học thôi, cho nên là không đến nỗi nào mà quá khó khăn ở trong cái mọi việc. Dù gì đi nữa thì mình cũng là người lớn gánh giùm cho các cháu rồi, còn các bác lớn thì rõ ràng là với cái sao hạn như thế này, còn phải khởi đầu của năm tam tai không tốt đẹp, phải cần để ý với phần sức khỏe của các bác rất là nhiều. Như vậy là mình đã trình bày xong cái năm tam tai đầu tiên của những người tuổi dậu trong cái đại hạn tam tai 2019 2020 2021. Thì rõ ràng cái năm kỷ hợi 2019 này với người tuổi dậu thì tuy là nằm trong năm tam tai nhưng cũng như đã nói ở phần đầu thì nó không có phải là năm nặng. Tỵ dậu sửu thì năm nay năm 2019 là của người tuổi tỵ, người tuổi dậu thì bị nhẹ nhàng hơn, cho nên là thấy rõ ràng là những cái tử vi nó cũng thể hiện ở đây một cách nhẹ nhàng, không quá nặng nề, không quá sầu thảm như là những người tuổi tỵ. Hy vọng rằng với những cái thông tin này sẽ giúp được tất cả mọi người tuổi dậu biết mà phòng ngừa, để ý cái năm tam tai của mình cách tốt nhất.
và để mà vượt qua nó. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ xong, hy vọng rằng đó là nó giúp mọi người thật nhiều. Nếu mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người khác cùng được biết và ứng dụng nó vào cuộc sống. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.